cách đi bị bài tập thì có kèm những cái gì không gì trong mặt hoặc là khó thở. Cho hỏi anh có phải là bệnh nhân nam 30 tuổi quê ở quận Tân Phú không? À đúng rồi. Tôi là bác sĩ nhân, tôi phụ trách khám bệnh cho anh. Trong bệnh án anh có ghi là anh bị đau ngực, thì bây giờ tôi sẽ tiến hành kiểm tra tim cho anh. Đầu tiên nhất là mong anh nằm xuống, cởi áo ra và nằm thoải mái. Bước đến mạch. Đều bình thường, không nảy quá mạnh, nhịp 80 lần trên một phút.
nhịp thở bình thường 17 lần trên 1 phút. Bệnh nhân không có dấu hiệu khó thở, lồng ngực bình thường, không có dấu hiệu mạch phanh, không có vết sẹo chứng tỏ dấu hiệu phẫu thuật, không có máy trợ tim. Không có dấu hiệu phù chi hay là mạch. Không có dấu hiệu lạnh đầu chi, túi máu ngoại vi bình thường. Môi không có dấu hiệu thâm tím. Anh vui lòng quay đầu qua trái. Không có dấu hiệu tĩnh mạch cổ nổi, không có tụ hạch mạch hệ. Sau đây sẽ là bước sờ. Anh vui lòng quay người qua trái, quay. Đây ta sẽ xác định được mõm tim. Em có thể nằm lại bình thường. Mõm tim đập đều, không quá nhanh và không quá mạnh, bình thường. Hõm trên ức đập không quá mạnh, không quá nhanh, không phát hiện được dấu hiệu phình động mạch chủ. Vùng đáy tim đập không quá nhanh và mạnh, bình thường. Không có dấu hiệu rung miêu, bình thường. Khoa liên sườn 345 không đập cùng nhịp với mõm tim, bình thường. Dấu hiệu Hazer âm tính. Không vui lòng sâu vô. Bờ sườn phải không phát hiện thấy bờ gan, gan không to, gan bệnh nhân không to bình thường. Sau đây sẽ là bước nghe. Khoa liên sườn 2, T2 lớn hơn T1, nghe van động mạch chủ, bình thường, không quá nhanh và không quá mạnh. T2 lớn hơn T1, tim đập không quá nhanh nhưng không quá mạnh, van động mạch phổi bình thường, nghe tiếng tim mờ. Nghe
nghe van ba lá T1 lớn hơn T2, tim đập không quá mạnh và không quá nhanh, bình thường. Mỏng tim đập không quá nhanh và quá mạnh, bình thường. Sau đây xin được kết thúc phần khám. Phần khám kết thúc. Anh có thể ngồi dậy ra bằng anh. Em tên là Trương Trần Bích Ngân. Bây giờ em xin trình bày về kỹ thuật đọc DCG. Đầu tiên thì nói về nhịp tim thì ở chuyển đạo D1 ta thấy khoảng cách RR dài và cái khoảng cách RR kế tiếp thì cách nhau trên lệch nhau là một ô nhỏ, sẽ là nhỏ hơn 4 ô nhỏ, cho nên đây là được có thể coi là nhịp đều. Thì vì là nhịp đều ta có thể sử dụng công thức 60 chia cho khoảng thời gian RR. Thì RR ở D1 đoạn đầu tiên là 25 ô nhỏ tương đương với 1 giây, thì công thức là tần số chia cho 60 chia cho 1 giây là 60 lần trên 1 phút. Tại nhịp tim của bệnh nhân là 60 lần trên phút, nằm trong khoảng bình thường là từ 60 đến 100 lần trên 1 phút. Rồi, nói nhận xét về nhịp xoang thì ở tất cả các chuyển đạo thì sóng B nằm trước phức hợp QRS và có dạng đồng dạng với nhau. Khoảng cách BR thì nằm trong khoảng 0,12 giây, tương đương với ba ô nhỏ, cho nên đây là nhịp xoang. Và ở chuyển đạo D2 thì sóng B kéo dài khoảng 2 ô nhỏ, tương ứng với lại 0,08 giây và biên độ là khoảng 0,5mm. Phúc bộ QRS thì tương ứng với lại khoảng 2,5 ô nhỏ và tương ứng với lại 0,1 giây. Biên độ thì ta có sóng quy là khoảng 0, R là khoảng 8 và S là -1, cho nên là biên độ của phúc bộ QRS là khoảng 7mm. Tới sóng T thì ta có thời gian sóng T kéo dài khoảng 5 ô, tương ứng với lại 0,2 giây và biên độ là tương ứng với lại 3mm, tương ứng với ba ô nhỏ. Tiếp theo là tính khoảng cách DR ở D3 thì bảng DR ở D3 là từ bắt đầu sóng B cho đến hết phúc bộ QRS thì tương ứng với lại 5 ô nhỏ, tương ứng với lại 0,2 giây. Và tới khoảng cách QT ở V5 thì khoảng cách QT ở V5 tính là từ bắt đầu phúc bộ QRS cho đến hết sóng T thì nằm là khoảng 9 ô nhỏ, tương ứng với lại 0,38 giây. Tiếp theo thì nhận xét về đoạn ST thì đoạn ST ở D3 và từ phúc bộ V1 đến V6 khoảng 0,12 giây, tương ứng với ba ô nhỏ và là đường đẳng điện. Về tính trục QRS thì như cái cách trình bày ở trên đã tính ra ở D1 QRS là 9, D2 QRS là khoảng 7 và D3 là -1. Về cách vẽ trục QRS thì ta có D1 ở đây, thì D1 là 9mm thì ta lấy khoảng 9mm và vẽ đường vuông góc lên. Ở D2 thì là 7mm và cũng lấy khoảng là 7mm và kẻ đường vuông góc lên. D3 là -1 cho nên ta phải lấy ngược lại cái hướng của chiều dương của D3 và lấy là -1mm hướng đường góc lên. Thì ở ba đường vuông góc này sẽ hội tụ đại một điểm và đường thẳng kẻ từ trục không ở đây tới điểm hội tụ sẽ là trục điện tim. Thì trục điện tim này nằm trong khoảng bình thường là từ -30 độ đến 110 độ, nên bệnh nhân này có trục điện tim bình thường. Kết luận về ECG của bệnh nhân này là
bình thường và không có các dấu hiệu bất thường về tim.